Và nha sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán giả thân quen của Chuyển Hóa Thân Tâm cũng như quý vị đang xem chương trình trên đài Sài Gòn Network. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni Sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán thính giả thân mến, Chuyển Hóa Thân Tâm của chúng tôi trong những tuần lễ vừa qua vẫn đang là đề tài của tâm hỷ trong Tứ Vô Lượng Tâm. Và chỉ với một chữ hỷ tưởng chừng như đơn giản như vậy thôi, nhưng mà Ni Sư đã có dịp giới thiệu cho chúng ta rất là nhiều những cái phương pháp để mình phát triển tâm hỷ. Chúng ta đã từng được đi qua bài kinh Diệt Trừ Phiền Giận cũng như 10 điều tâm niệm trong Luận Bảo Vương Tam Muội. Như vậy thì với những cái phương pháp mỗi một tuần lễ mà Ni Sư chia sẻ với chúng tôi như vậy, thì xin mời quý vị tiếp tục đến với chúng tôi để mình đón xem ngày hôm nay Ni Sư sẽ chia sẻ với chúng ta những phương pháp thực tập nào thêm nữa quý vị nhé. Xin mời quý vị đến với chúng tôi. Dạ, A Di Đà Phật, thưa con mời Sư. Chúng ta đã nói đến về tâm hỷ vô lượng, tức là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, và cái mình đang đi đến cái tâm hỷ. Và cái những cái mà Sư đã nói về cái chia sẻ về tâm hỷ đó là gốc kẻ thù gần kẻ thù xa, chướng ngại gần chướng ngại xa. Thì cái kẻ thù mà gần nhất khiến cho tâm hỷ, kẻ mà có cái kia thì không có cái nọ, tức là có những cái kẻ thù đó thì tâm hỷ bị tiêu diệt. Đó là sân. Mà sân thì nó có nhiều cấp độ, từ cái chỗ cấp độ nhẹ là hơi phiền phiền, hơi bực bực, hơi tủi tủi, cái gì nó cũng chỉ là, mà hễ mà tiếng Việt nó rất là hay, hễ mà nói tôi bực là có vấn đề, nhưng mà họ bực nhiều ít, bực bực, hơi bực bực, hễ mà cái gì mà bực mà có thêm chữ bực đằng sau á thì là mình biết là nó chưa có tới mức bực bực, phiền phiền, tủi tủi đó. Rồi sau đó là nặng hơn là bất mãn. Rồi cao cấp nữa, cao lên nữa là tức giận. Rồi cao nữa là phẫn nộ. Phẫn nộ tức là nó đã là gần thành lửa rồi đó. Và cuối cùng là nó bốc hỏa. Thì khi mà tất cả những yếu tố sân từ thấp tới cao này mà có mặt đó, là tâm hỷ bị che mờ, không phát triển được. Và khi mà cái tâm ganh ghét, đặc biệt là ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm mấy cái này mà có mặt ở đâu, tâm hỷ bị tắt luôn, có nghĩa là tắt liệm ở đó. Và để cho mình làm sao khỏi gì, phiền, khỏi giận, khỏi đố kỵ, khỏi ganh tị, khỏi tị hiềm, thì mình đã nói đi qua là bài kinh Diệt Trừ Phiền Giận. Trong đó nội dung đó là mình cố gắng tìm cái tốt của người ta. Thế nào trong ai cũng có cái tốt, cho nên nhìn ra cũng ra cái tốt được. Thì khi mà mình nhìn được cái tốt của người ta thì coi như là mình đã diệt trừ được cái phiền giận trong mình. Và khi mà mình còn trân trọng cái tốt của người ta thì mình tôn trọng họ luôn, thì niềm hỷ của mình nó cũng được phát sinh. Cái đó gọi là cái tốt của người ta làm mình kêu là tùy hỷ. Cái xấu của người ta đối với mình thì mình bỏ cái xấu đó đi, mà mình chỉ nhìn cái tốt của người ta thôi. Thì đó là từ cái lúc mà mình tìm cho ra cái tốt của họ, để mà cái tâm phiền giận của mình được diệt trừ. Rồi sau đó mình tìm ra cái điều tốt của họ làm để mà hoan hỷ theo, vui vẻ theo. Thì cái đó là hỷ của mình nó cứ phát triển từ từ. Tuy nhiên, nếu mà để mà tìm cho ra cái tốt của người thì bạn phải giảm cái tôi của mình xuống một chút. Giảm cái tôi, giảm cái tôi là một, là số một đó. Yeah. Thì là mình giảm xuống. Thì mình đã giới thiệu qua 10 điều, gọi là 10 điều tâm niệm trong Luận Bảo Vương Tam Muội. Nơi đó là cái tôi của mình nó vốn không là gì hết. Cho nên cứ lấy những cái nghịch cảnh hoặc là những cái mà nó hơi khó khăn để mình đi qua, để mình cảm thông, để mình cảm thấy là mình chẳng là gì. Ồ, có phước hả? Mà mình đang tiện nghi, mình đang khỏe mạnh, ăn cơm nguội thôi, ăn cơm nguội phước đức đời trước thôi. Còn nếu mà mình bệnh tật, mình bị chướng ngại bên này kia thì ăn cháo thiêu thôi. Giờ không muốn ăn cháo thiêu nữa thì tạo phước để mình từ cái cấp cháo thiêu lên ăn cháo nguội, rồi sau đó qua ăn cơm nguội, mà cơm nguội của phước đức
cháo thiêu của nghiệp ác. Khi cùng cái nẻo mà ai nói là cháo thiêu tức là nghiệp ác, nghiệp bất thiện của đời quá khứ. Còn phước thì sẽ gọi là cơm nguội. Tại sao? Bởi vì làm rồi, đời trước rồi. Còn bây giờ mới làm mà muốn nhận được liền á thì phải làm rất là nhiều. Còn nó thông thường nó phải có nhiều thời gian thì nó mới tới. Ai nói quả báo nhãn tiền là nó có ngay. Nhưng muốn quả báo nhãn tiền là bạn phải làm cái điều này nhiều dữ lắm rồi. Nếu một là bạn làm điều thiện mà bạn thiện quá sức luôn á thì nó không cần tới đời sau, cũng chính luôn đời này. Còn nếu mà bạn làm điều ác mà làm ác quá chừng, ác cũng là cung cực thì bạn khỏi cần đời sau, đời này nó ra luôn. Đó. Còn mình thì cỡ như là nửa này nửa kia 50-50 thì cứ nấu cơm đi mai ăn. Nấu cơm đời này, nấu cơm phước đời này đời sau ăn. Nấu cháo thiêu đời này đời sau thiêu tiếp. Đó. Tức là đời này ăn cháo thiêu, đời sau ăn cháo thiêu, đến lúc mà không chịu nổi nữa, áp lực ác nhiều quá, phước ăn cái điều phước thì ít mà nghiệp bất thiện thì nhiều, thì cuộc đời của mình sẽ tràn đầy những cái khổ đau và bất hạnh thôi. Đó. Và vì thế cho nên á, để tâm hỷ mà được phát triển thì đoạn trừ sân, diệt bỏ sân ngay từ lúc nó mới nảy mầm, từ trong trứng nước. Và rồi mình tạo điều kiện để tâm hỷ nó nảy sinh thì cái tôi của mình cứ giảm đi, phước tự tăng. Vừa phước tăng vừa hỷ, tức là niềm vui tăng. Tại sao không làm? Mà chuyên môn mình đi làm ngược. Hễ nói tới tinh tấn nè, là tinh tấn ngược. Tức là đi lùi không? Dạ thưa sư, thì sư vừa chia sẻ với con cũng như quý khán thính giả tất cả những cái chướng ngại, một lần nữa nhắc cho chúng con biết trên con đường phát triển tâm hỷ. Như vậy thì bên cạnh những cái chướng ngại đó, để cho chúng con luôn nhớ mà tránh, thì tụi con nên vun bồi nhớ và nuôi dưỡng những cái tâm tư và suy nghĩ như thế nào để cái tâm hỷ xả của mình, hỷ lạc của mình nó càng ngày nó càng được phát triển. Nếu mà mình bắt đầu thực tập nuôi dưỡng tâm hỷ thì nó bắt đầu bằng trong tâm, bắt đầu từ trong cái tâm của mình, khởi một cái tâm, đó là cái tâm muốn mọi người vui. Muốn tức là khởi cái tâm là tôi muốn vui với cái vui của bạn, tôi muốn vui với cái thành công của bạn, tôi muốn vui với cái phước đức của bạn. Thành ra là đầu tiên phải khởi trong tâm, nghĩa là gọi là mình tự kỷ ám thị trong tâm này. Mong rằng là tất cả mọi người đều được an lạc, phước đức. Mong mọi người và tất cả mọi người mình quen biết đều được thành công, đều được tốt đẹp. Và tôi rất mong những cái điều đó. Và tôi có mong để chi? Tôi chung vui, tôi tùy hỷ. Trong tâm tư mình luôn luôn tâm niệm như vậy. Nhưng mà bây giờ mình tâm niệm như vậy để giống như là mình đọc câu thầy, nó giống như câu thần chú vậy. Nó phải thuộc trong lòng mình. Đó là mong rằng tất cả mọi người đều được thành công tốt đẹp. Mong mọi người đều được những cái sự hạnh phúc, an vui. Đó. Thì khi mà mình mong như vậy thì cái tâm của mình nó từ từ nó bắt đầu nó được đánh một cái dấu, cái mà đóng một dấu ấn. Khởi đầu tu tập tâm hỷ. Nếu như không có cái bước khởi đầu như vậy, mình không phải mà mình chỉ khởi một tâm đâu, mà cái tâm niệm này nó phải được nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại, như mình sư đã nói, như tụng thần chú vậy. Cho đến bao giờ mình bắt đầu mình nhập tâm rồi, là khởi động rồi, nhập tâm cái câu là tôi vui theo những cái hạnh phúc, tôi vui theo những cái thành công, và tôi cũng sẽ nguyện vui theo những cái sự tiến bộ của nhiều người xung quanh. Thì khi mà tập cái đó rồi, khởi được cái tâm đó rồi thì mình mới bắt đầu đi tới chọn đối tượng. Thưa sư, con rất là thích như sư nói, giống như là mình tự kỷ ám thị, mình tự ám thị mình. Nhưng mà thực sự ra đó là một cái điều mà nó áp dụng rất là thực tế. Nếu mình cứ liên tục mình nhắc mình như vậy á, nó sẽ trở thành một cái vết trong tâm trí mình, nó thành một cái vết hằn ở trong tâm trí mình. Như vậy nó, mình cứ tự nhắc mình như vậy riết ra cái mình quen. Thành ra con nhớ một lần như sư cũng có dặn cho tụi con trong tâm từ một câu nói mà con cứ nhớ hoài, là tự cầu xin cho tâm tư con luôn được hiền hậu, trong sáng, thảnh thơi. Đúng rồi. Và con về con cứ thực tập cái câu đó hoài. Riết con thuộc ba chữ hiền hậu, trong sáng, thảnh thơi. Làm cho tâm mình lúc nào cũng nhẹ nhàng.
Đúng rồi. Rất là hay. Cả tâm từ, tâm bi và tâm hỷ đều khởi đầu bằng một câu, một cái lời nguyện. Và mình thuộc lòng cái lời nguyện đó thì mình sẽ bắt đầu bước qua bước thứ hai. Dạ thưa sư, như vậy sư đang chia sẻ tiếp với chúng con là cần phải phát triển những tâm gì, nuôi dưỡng những tâm gì để mình phát triển tâm hỷ. Để mà phát triển được tâm hỷ đó, thì đầu tiên là mình phải khởi một cái tâm là lời phát nguyện. Nó giống như một lời phát nguyện. Và cái thứ hai nữa là nuôi dưỡng tâm tri ân. Phải nuôi cái dưỡng cái tâm tri ân thì tâm hỷ nó sẽ phát triển. Thì để mà phát triển á, thì hỷ nó có hai phần. Mình hỷ với chính bản thân mình và mình hỷ với mọi người. Hỷ tức là mình vui đó. Vui với mọi người thì gọi là tùy hỷ. Còn mình vui với chính bản thân mình thì có là gọi là niềm vui nội tại. Thì đối với mình mà mình không có vui mà mình cau có, băn khoăn bó hó thì mình cười không có nổi với mọi người đâu. Hôm nay là thân tôi đang bệnh tật nè, công việc đang bế tắc nè, mà tôi rất là khó chịu trong người thì mình rất là dễ mình trút giận hoặc trút bực trên người người khác. Cho nên mình bao giờ muốn thực tập tâm hỷ, mình cũng phải có cho mình một niềm vui nội tại. Mà muốn một niềm vui nội tại thì mình phải biết rằng là mình vui với cái mình có. Mà muốn vui với cái mình có là bạn phải có cái tâm tri ân, trân trọng. Tri ân đối với cuộc đời, tri ân cha mẹ, tri ân rồi trân trọng thân thể, rồi trân trọng và tri ân tất cả những đời, những cái gì có mặt trong đời sống của mình. Bạn tri ân nhiều bao nhiêu, bạn sẽ là người hạnh phúc, hoan hỷ nhiều bấy nhiêu. Giờ cho ví dụ đi. Đó là như chị Đức Hạnh với sư thuộc loại già rồi. Trên 50 là già rồi đó. Mà già đó thì nó kéo theo bệnh. Xưa là mình có thể trèo, mình có thể làm mọi thứ. Bảo Ngọc chắc chưa già đâu, nhưng mà chị Đức Hạnh là phải nếm mùi già rồi đó. Nó đau chân. Đó, mình đau chân, mình đứng lên ngồi xuống khó. Và có lúc mình đau tới tưởng là mình bực mình luôn, phải không? Đó, thì khi mà những cơn đau rồi sẽ đi qua, nhưng có lúc mình được trị lành thì cái người trị cho mình cũng tri ân. Và mình cũng tri ân là cái chân này nó còn chịu đi với mình. Mình cũng trân trọng lúc nó khỏe. Tại vì nó không phải là của mình đâu, nó chỉ sống chung với mình thôi, nó là bạn. Thành ra là chân này tuy đã đau nhưng vẫn còn cảm ơn, vẫn còn đi được. Mắt này tuy lòa nhưng mà nhìn vẫn được. Đó. Rồi thân này tuy già nhưng mà vẫn còn làm được được. Tất cả mấy cái đó mình nhìn như là chuyện bình thường nhưng mà nó không có bình thường. Nó không có bình thường chút nào. Phải không? Chỉ cần một bộ phận không hợp tác với mình thôi, không làm nữa, mắt không thấy đường, mệt rồi, già, lòa luôn, mù luôn, thì coi như rằng rồi rồi đó. Tức là mình mất hẳn một cái hạnh phúc rất lớn. Mà chỉ cần nhìn người khuyết tật nào bị mù, mình nói là người đó bất hạnh, còn mình thì thấy đường. Vậy mà không nhận thức ra được như vậy, mình rất dễ, mình thấy mắt người ta sao già mà còn sáng, còn mình thì sao nó khô quét, thấy không? Rồi sao mà nó, nói chung là thấy sao mình thấy nó cũng đang quét với mình rất là tốt mà mình không nhìn ra cái sự có mặt của nó nhiều, thành ra trân trọng cũng không đủ. Đó. Thành ra bây giờ đó là ví dụ cụ thể sư đưa, bây giờ dạ hai chị cho ví dụ thử. Dạ, thưa sư, con có nhớ trong con có nhớ một cái câu chuyện mà con thường hay đọc trong trong về Phật pháp á. Thì có một câu chuyện kể về một cái người phụ nữ mà họ khi mà lập gia đình á, thì họ vì thương cái người yêu cho nên bỏ đi theo cái người yêu và rời xa cha mẹ. Sau này thì cô và cái người chồng đó sanh ra hai cái người con. Và trên cái con đường tìm về với gia đình á, thì người chồng thì bị rắn cắn chết. Hai người con cũng bị mất. Trên cái con đường xa xôi đi tìm về nhà như vậy. Và khi cô về tới nhà thì cái nhà xưa nơi mà cha mẹ cô vẫn còn sống, cô muốn tìm về để nương tựa, thì nó cũng đã bị cháy và cha mẹ cũng mất ở trong đó. Thì con thấy cái hoàn cảnh đó, cô ta vừa mất chồng, vừa mất con, vừa mất cha mẹ, rất là nhiều những cái đau khổ đến như vậy. Con không hiểu làm sao để cô có cái gì vui trong cuộc đời này để mà cô tri ân vì cô mất hết. Cùng một lúc rất là nhiều người thân như vậy.
thì sư bác sẽ khuyên tụi con, có lẽ cuộc sống tụi con không tới nỗi mà phải nhiều cái nó dồn dập như vậy, nhưng mà cũng con cũng đã từng thấy là có thể là mình bị mất người thân hai người trong một thời gian ngắn thì cũng rất là đau. Thì như vậy con không thấy có cái gì để tri ân hết, thấy buồn quá. Cái đó là cái trường hợp của một vị tu sĩ nổi tiếng đó. Đó là một vị nữ tu mà thời Đức Phật. Đó là coi như là chồng thì bị rắn cắn chết, rồi bây giờ mang hai đứa con về quê ngoại. Thì khi đi qua sông thì một con mình nam, mình mang một đứa đi qua sông mà nó sông đang nước lớn, không có thể nào mà có thể mang hai con được. Thành ra là cứ cõng từng đứa đi qua, cõng một đứa đi qua bên bờ, thì bờ coi như mang được bờ phía bên này, một đứa qua thì đứa bé này bị bơi ngược qua bờ bên kia, thì cái đứa bé bên này bị cọp tha. Rồi vì ấy như vậy mang đứa bé thứ mang qua bên bé đứa sau thì bé bị nước cuốn. Về tới nhà thì cái nhà đó đã cháy và bố mẹ đã chết rồi. Thành ra là cái khổ đau đó nó dễ dẫn người ta đến một cái chỗ rằng là bị điên. Và cô cũng đã thật sự bị điên. Và qua một lúc sốc rất nặng như vậy thì tìm đến Đức Phật. Đó. Thì là coi như là có cơ duyên gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói tất cả những cái mà cô đã trải qua, đó là những cái mà nghiệp quả nó dồn cùng một lúc. Nhưng mà cái may mắn nhất là cô còn cái thân người này và cô còn có thể tu tập. Đó. Thì gặp Đức Phật thì là tự nhiên cái từ lực của Đức Phật khiến cho cô cũng cảm thấy rằng là nó mở bừng ra, nó giống như xóa tan cái màn vô minh vậy. Cô nhận rõ ra là đời trước cô với con của cô như thế nào, vân vân. Tức là bao nhiêu cái nó như cái màn vô minh mà nó vén ra thẳng hết, khiến cho cổ nhìn rõ hết mọi cái và gặp Đức Phật, cái cổ đắc đạo luôn. Cái đó là trường hợp cổ may của gặp Phật, chứ gặp sư chắc không biết xui sao. Nếu gặp sư, nếu bây giờ trường hợp mà quá như vậy nó thôi lên chùa ở với sư đi, từ 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 sư giúp. Chứ còn mình từ lực cũng không có như Phật. Thành ra là chưa có xóa tan cái màn vô minh của họ. Và mình cũng nhiều khi mình còn không nhìn rõ được cái, mình biết đó là cái nhân duyên hội tụ mà cái nhân duyên xấu đó, nhưng mà mình không thật sự biết đó là cái gì đó. Thành ra trong trường hợp mà biểu là trường hợp dạy sư khuyên sao, sư nói thôi chắc lên chùa ở với sư từ từ, mỗi ngày sư giải dòng trí từ từ đến tâm bình, giữ tâm bình, rồi từ từ cái bắt đầu gỡ ra tất cả mọi cái, có ai không chết, rồi cũng sẽ chết. Mình chết rất là nhiều đời, những đứa con có thể nó phải tới với mình, nhưng mà nhìn nó đã nói là mình đến với nhau bằng cái nợ không. Nó có hai ba loại nợ, còn nhớ nợ không vậy? Để nói mình sinh ra cuộc đời này không người nào không mắc nợ. Nợ ân tình, rồi nợ cái. Nó có ba cái nợ. Chỉ nhớ nợ ân tình thì chết rồi. Con thấy là nợ cha mẹ, nợ quốc gia. Cái đó là cái ân nợ nhiều lắm. Nhưng mà cái sanh ra đời mỗi một người sẽ mang ba cái mối nợ lớn. Một trong ba. Một là nợ ân tình. Hai là nợ oan nghiệt. Ba là nợ mệt mỏi. Tức là nợ ân tình là đến với nhau, cha mẹ, chồng, vợ, con cái đến với nhau trong cái mức độ làm cho mình sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Đó. Nhưng mà hết giờ rồi. Quý khán giả thân mến, vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên là chúng tôi chưa có thể chia sẻ hết cái ý của Ni Sư muốn nói tới quý vị về chữ nợ và sự tri ân trong đời sống hàng ngày. Thì một câu nói rất hay của Ni Sư ngày hôm nay xin được chia sẻ một lần nữa đến với quý vị, đó là mình hãy luôn tâm niệm rằng là luôn mong cầu cho tất cả những người yêu thương của mình, tất cả những người xung quanh của mình luôn được an lạc, luôn được hạnh phúc, luôn được đầy đủ phước đức. Thì lúc nào mình cũng cầu mong những cái điều tốt đẹp tới cho mọi người như vậy. Thì khi những cái điều đó họ tới thật sự đến với những người xung quanh mình và tới với mọi người dù mình thân hay không thân, thì khi mình thấy họ có những cái thành công đó, tự lòng mình sẽ có thể chung vui được với họ, thưa quý vị.
Và thay mặt những người làm chương trình, một lần nữa chúng tôi cũng như vậy mến chúc cho quý vị mỗi một ngày luôn luôn gặp được nhiều niềm vui, tâm tư luôn được thanh thản, an lạc. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.